Mắt anh đỡ đau chưa? À, mắt anh cũng đỡ rồi mà chưa nhìn thấy được. Dạ. Sao anh không vô nhà ngồi mà ngồi ngoài này? Ngồi đây cho thoáng gió nè, mát. Dạ. Tiền của anh mà. Em thấy nó sắp rớt ra ngoài, em tính nhét vô giùm anh á. Anh có làm gì em đâu mà em định đấm anh vậy? Em đủ rồi. Rồi quá nè anh xin ơi. Mà có chắc là anh không nhìn thấy gì không vậy? Vậy thôi anh ngồi đây chơi nha. Em về nấu cơm cho ông Tám á. Cẩn thận chứ phía trước có viên gạch đó. Là không nhìn thấy dữ chưa?